Dạ vâng, em An xin kính chào quý cô chú anh chị và các bạn nha. Hôm nay là ngày 29 tháng 6 năm 2022. Em là Lan Rừng Bảo Tú, số điện thoại liên hệ là 0368 46 8386. Hôm nay thì hàng nhà em mới về này. Nói chung là quế thì hiện tại thì đang nụ nha. Đó, em mới về được cái lô quế, em vừa mới xếp ra được một chút thì còn đây này, còn rất là nhiều. Cho nên là hôm nay cô chú anh chị đặt thoải mái nha. Đó, ở đây em có cả quế xếp nguyên bản. Quế nguyên bản thì hôm nay em có ít thôi. Dân hôm nay mưa quá không có lấy được hàng nhiều. Đấy, có cỡ khoảng 9-10 cục thôi. Ngoài ra thì vườn em hôm nay xuất cái lô giáng hương tam bảo sắc hoa vàng. Đây, giáng hương tam bảo sắc hoa vàng của nhà em. Mỗi bản thì em ghép 5, 7, 9 cây. Đó, tùy. Nó ra rễ cực kỳ là nhiều rồi. Đó, cô chú anh chị thấy ạ, nằm nó nhìn không có được đẹp. Nhưng mà lấy lên thì cô chú anh chị thấy này, cây xếp đấy này, rất là đẹp, rất là nhiều cây nha. Em thấy những cái shop khác bán, người ta bán là mấy cây lê que thôi mà đã 150-200 rồi. Đó, ở đây thì em bán giá tại vườn luôn nha, giá lẻ bằng giá sỉ luôn. Đấy, em bán là 100 ngàn cho một bảng và em bao ship từ hai bảng nha. 100 ngàn cho một bảng giáng hương tam bảo sắc hoa vàng, bao ship từ hai bảng. Rất là đều đẹp như vậy. Đây này, dễ này, dễ ra tùm lum tua tủa luôn. Đó, dễ gió cho nên là về cô chú anh chị mình chơi cả rễ cả lá cả bông luôn. Bông tam bảo sắc hoa vàng cô chú anh chị biết rồi, cực kỳ thơm, cực kỳ bền. Đó, tam bảo sắc hoa vàng 100 ngàn cho một bảng và em bao ship từ hai bảng. Tiếp theo, quế trắng tháng 8. Quế trắng tháng 8 thì mùa này đang có nụ và nụ của nó thì bé thôi, chưa có lớn. Đây, đa số thì là nụ ẩn nha, đa số thì là nụ ẩn, nó còn ẩn trong mấy cái nách lá là mình chưa có thấy rõ, mình chưa có thấy rõ. Có một số cây là nụ khá là lớn rồi đây này, ví dụ như là cây này này, đó, nụ nó khá là lớn rồi, cây này về trồng thế tháp đổ thì rất là đẹp. Đấy, có một số cây thì nụ nó khá là dài nhưng mà chủ yếu là nụ, nó còn nụ bé, em bán là 350 ngàn cho một ký. 350 ngàn cho một ký quế trắng tháng 8. Tiếp theo ở đây có một dì quế, nói chung là hàng xếp rụt bản lá ngắn. Cái cây này là em mua riêng. Cây này em mua riêng, em lấy về trồng, nhưng mà cô chú anh chị nào mà thích thì là em chia sẻ lại này. Đó, bản xếp rụt lá ngắn là khá là to cho nên là em mua giá khá là cao. Em bán là 450 ngàn cho cái dì một mẹ hai con. Cái con tính một mẹ một con này, một mẹ một con, cái con xếp này rất là đẹp luôn nha. Cái con nó cũng đang nụ luôn đó, cái con nó đang nụ luôn, nụ ẩn trong nách lá này, cô chú anh chị thấy không ạ? Đấy, cây mẹ thì cũng đang nụ này, cây mẹ nụ này đó, cây mẹ nụ là thấy rõ rồi. Lá này nó bị sâu ăn một chút nhưng mà không vấn đề gì cả, nó rất là đẹp, nhìn ngoài cũng rất là đẹp luôn. 450 ngàn cho cái rễ quế nha, rễ quế xếp rụt bản lá ngắn. Tiếp theo là ở đây em có một cái giò sóc, sóc mà em ghép lũa khá là nhiều cây. Đây ạ, sóc em ghép lũa khá là nhiều cây, dễ nó bám này, dễ bám, dễ ra rất là nhiều này, rất là khỏe. Cái dề sóc, cái đơn sóc này em bán 200 ngàn nha, 200 ngàn cho cái giò sóc ghép lũa, 200 ngàn giò sóc này. Tiếp theo thì ở đây em có những cái miếng thớt vú sữa này. Thớt vú sữa em bán là 10 ngàn cho một miếng thớt vú sữa. Đó, thớt vú sữa trồng rất là tiện luôn, rất là tiện, dễ bám, rất là khỏe, dễ ăn, rất là khỏe luôn nha. 10 ngàn cho một miếng thớt. Tiếp theo, hôm qua em bán lũa thì hôm nay em còn có sót lại một đơn này. Sót lại, nói chung là sót lại một đơn rưỡi thì em hôm nay em gộp vào bán rẻ cho cô chú anh chị mình luôn, 150 nha. 150 nha, ít khi được rẻ như vậy lắm. 150 cho cái mã lũa rất là nhiều, 5 khúc. Nói chung là quế, quế hôm nay em có cỡ khoảng 10 ký thôi nha cô chú anh chị nha. Cô chú anh chị đặt nhanh nha chứ không có nhiều đâu ạ. Cỡ khoảng 10 ký thôi. Tiếp theo là quế nguyên bản này. Nguyên bản. Nguyên bản số 1 thì có 3 cây. 3 cây nói chung là 3 cây lá rất là xanh. Lá rất là mướt luôn. Cây nó không được to lắm nhưng mà cây lá láng. Lá láng, lá đẹp. Ở đây thì bị lỗi một cái lá này. Cái cục này khá là nặng. Dân lấy từ rừng về cho nên là cô chú anh chị mình hết sức thông cảm nha. Bị lỗi hai lá. Cây này là một mẹ một con này, một mẹ một con.
Đó, nói chung là cái cục này có 4 cây, 4 cây tất cả. Cục này là em bán 200 200 nha. 200 đi. Cây nó không được lớn lắm cho nên là em bán 200 cho cục nguyên bản số 1. Cái cục nguyên bản số 2. À, em bán rẻ cho nên em không có bao xước, bao cước đâu cô chú anh chị nha. Cô chú anh chị mình thêm cho em 30 ngàn tiền cước cho cái cục nguyên bản số 1. Cục nguyên bản số 2 này, cục nguyên bản số 2. Nó bị gập một lá. Nói chung thì hàng nó đang nụ nhưng mà nụ ẩn khá là nhiều. Đây này, nụ này. Đó, thấy không ạ? Để em vạch vào là nó thấy nụ liền nhưng mà nhìn ở ngoài thì sẽ không thấy. Mã số 2 em bán 150 cho cái cục nguyên bản số 2 nha, 150 xếp rất là đẹp. Cục nguyên bản số 3. Cục nguyên bản số 3 cũng lá láng, xếp đẹp luôn này. 150 luôn cho cục nguyên bản số 3 nha, cục nguyên bản số 3, 150 luôn. Đó, xếp đẹp đó. Cục nguyên bản số 4 này. Nguyên bản số 4 thì nó bị lỗi một chút lá ở đầu ngọn. Thôi cái cục này thôi em để đi, không bán nữa, giờ không bán cho cô chú anh chị không biết bán giá sao. Cục nguyên bản số 4 này. Cục số 4, đây có một mẹ một con. Xếp rụt. Xếp rụt rất là đẹp. Cô chú anh chị mình mà lấy những cái cục này về thì nó sẽ không sợ bị rụng lá chân và mình chăm ngay từ đầu, chăm ngay từ mầm non thì nó sẽ rất là dễ. Đó, sau này xếp thành tác phẩm cực kỳ là dễ luôn nha. Quế một năm có thể ra được 4 5 cặp lá cho nên là nó sẽ lớn rất là nhanh. Mã nguyên bản số 4 em bán 100 ngàn cho hai cây bé của nguyên bản số 4. Nguyên bản số 5. Nguyên bản số 5 này. Đây là một cái cây, nói chung là cái lô này bé nhưng mà lá, bản lá to với cả lá khá là dày. Với cả nó xếp rất là đẹp, ít rụng lá chân. Đó, chăm từ những cái cây con như vậy này lên này. Nó sẽ rất là đẹp luôn. Nguyên bản số 5 em bán 102 cho nguyên bản số 5. Nguyên bản số 6, một cây chip chip dưới này. Đó. Tiếp theo này, cây này là bản lá ngắn rất là đẹp. Nó không có bị rụng mất một lá luôn. Rất là nhiều cô chú anh chị mà chơi quế thì những cái bác dành chơi thì sẽ lựa những cái cây như vậy về chơi để mình thứ nhất là mình chăm ngay từ đầu, không có bị rụng mất một cái lá chân thì cái cây của nó sẽ rất là đẹp, rất là tuyệt vời. Mã nguyên bản số 6. Mã nguyên bản số 6 120 luôn nha. Cây bé nhưng mà có vỏ 120 luôn. Mã nguyên bản số 7 này. Nguyên bản số 7 đó. Nguyên bản số 7 em cũng để 120 cho nguyên bản số 7. Nguyên bản số 8 này. Mã số 8. Một cây xếp rụt. Xếp rụt lá ngắn. Đó, xếp rụt lá ngắn. Có một cây con cây chip ở đây nữa này. Đấy, rễ nó bám cái khúc lũa này. Rễ bám cái khúc gỗ này. Nó rất là khỏe. Mã này em bán 150 nha. 150 đi. Tại nó cũng bị cân sâu ăn một hai đốm lá nhưng mà nó không không có bị hư, không có bị ảnh hưởng gì nhiều nha. Không có bị ảnh hưởng gì nhiều. 150 cho mã nguyên bản số 8 đúng không ạ? Tiếp theo thì em vẫn sẵn những cái chậu mà năm cánh trắng HO, năm cánh trắng Phú Thọ nha. Thì em còn ở đây hàng thuần hết thì em còn có khoảng tầm 10 15 chậu HO, 100 ngàn cho một chậu. 100 ngàn cho một chậu Phú Thọ này. Phú Thọ, năm cánh trắng Phú Thọ. Này. Những cái kỳ Phú Thọ mà em đã thuần như vậy, thuần chậu như vậy thì em bán là 68 ngàn cho một chậu. 68 ngàn cho một chậu Phú Thọ. Những cái kỳ này là kỳ lách này, kỳ lách dễ mới bám. Lách từ trên thân xuống á, có chú anh chị. Còn đây là những cái kỳ cắt khúc nó sẽ rất là khỏe. Đó, 68 ngàn cho một chậu Phú Thọ, 100 ngàn cho một chậu HO. Đây, phân dê nhà em này, cô chú anh chị. Phân dê nhà em em bán là 30 ngàn cho 1 ký hàng rời nha. 30 ngàn 1 ký hàng rời. Và 35 ngàn 1 ký mà đã đóng túi lưới sẵn rồi á. Đây, cô chú anh chị này, đóng túi sẵn như vậy là 35 ngàn. Nói chung là cái này lấy công làm lãi thôi, chứ chả có được đồng nào luôn á. Tại vì cả tiền túi, tiền công ngồi đóng thì cả ngày đóng được 20 ký là nhiều rồi. Đó, em bao ship từ 5 ký của chú anh chị nha. Bao ship từ 5 ký. Rồi, em cảm ơn cô chú anh chị rất là nhiều ạ.